xin được chân thành cảm ơn tới toàn thể quý vị. Ngày hôm nay chúng ta cũng đã bất chấp công việc, thời gian riêng tư vàng ngọc của mình, đã hiện diện có mặt trở về với khán phòng yêu thương để sẽ cùng chính thức chúc một lời phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Và khoảnh khắc này xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng an toàn ngồi xuống ngay tại vị trí ghế ngồi trang trọng của mình đi nào. Quý vị thân mến, khoảnh khắc này chúng tôi tiếp tục trở lại một lần nữa, trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục rót xuống với những tầng trà hạnh phúc tiếp theo và sẽ cùng hướng ánh nhìn, hướng sự quan tâm của mình trở về với sự kiện trọng đại ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, tình yêu là của đắm say, được kết tinh từ những tháng ngày ước mong, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó chính là một quy luật mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người trong kiếp nhân sinh. Và thưa quý vị thân mến, từ khi còn trẻ còn bé thì chú rể cô dâu của chúng ta họ cũng đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay âu yếm tràn đầy tình thương của ông bà cha mẹ hai bên gia đình. Và sau khi khôn lớn trưởng thành, trên bước đường học tập công tác của mình, họ cũng đã được gặp gỡ và tìm hiểu. Và khi mà hai con tim cũng đã hòa chung vào với một nhịp đập, khi hai tâm hồn cũng đã chính thức hướng chọn vào nhau, thì ngày hôm nay đây là mùng 6 tháng 12 năm 2022, được sự thống nhất của hai bên gia đình cũng như được sự đồng tình của chính quyền địa phương cho phép tân chú rể anh Sinh Sánh Luân cùng với cô dâu Thu Hằng sẽ được đăng quang cử hành với một chương trình đại lễ thành hôn trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách, quý vị khách quý, thân tộc nội ngoại của hai bên gia đình ngày hôm nay. Và chúng tôi không để quý vị chúng ta sẽ phải chờ đợi lâu hơn nữa, chương trình đại lễ thành hôn của chú rể anh Sinh Sánh Luân cùng với cô dâu Thu Hằng xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị thân mến, tình yêu của họ có thể được ví như trăm ngàn loài hoa khoe sắc của mùa xuân, như tia nắng chói chang trong mùa hạ, như mùi nồng nàn hoa sữa của mùa thu, và đặc biệt hơn nữa là như những ngọn lửa hồng sưởi ấm giữa mùa đông. Để rồi giờ đây hai bạn nguyện chung sức chung lòng, chung chăn chung gối, chung phông chung màn, chung muôn lời thở tiếng than và cùng chung một niềm hạnh phúc với một đàn con Sinh. Và những khoảnh khắc ý nghĩa tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời tới cô dâu và chú rể sẽ cùng tiếp tục khởi thân và đứng dậy. Khoảnh khắc này xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng dành tặng cho nhau những món quà yêu thương và hạnh phúc, đó chính là chiếc vòng cầu hôn, cặp nhẫn cưới, một chiếc chìa khóa sẽ chính thức gắn chặt hai trái tim của hai bạn lại bên nhau. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ cùng dành tặng trao cho nhau món quà kỷ vật thiêng liêng nhất trong ngày hạnh phúc chung đôi ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, với nghi lễ cho nhẫn cưới thì cũng đã được chú rể và cô dâu thực thi ở phía bên trong nhà chính thành công với một cách tuyệt vời. Và khoảnh khắc hạnh phúc tiếp theo xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu ạ sẽ cùng di chuyển trở về với tầng bánh kem ngọt ngào ngày hôm nay. Hai bạn sẽ cùng di chuyển về phía cánh tay phải của mình và sẽ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi với tầng bánh kem này. Thưa quý vị thân mến, với những chiếc smartphone, những chiếc điện thoại hot nhất của năm 2022, chúng ta sẽ cùng luôn hướng ống kính của mình trở về với khoảnh khắc chung đôi ngày hôm nay. Và xin mời chú rể nào sẽ cùng nâng lên với chiếc dao hạnh phúc của mình. Cô dâu thân mến, khoảnh khắc này xin được trân trọng kính mời cô dâu sẽ cùng chung tay với người chồng thân thương của mình và sẽ cùng chia ngọt sẻ bùi với nhát cắt đầu tiên. Xin mời nào. Thưa quý vị thân mến, nhát cắt này nó sẽ là tượng trưng cho một nền tảng vững chắc mà hai bên gia đình cũng đã dày công vun đắp và tác hợp cho hai bạn để có được khoảnh khắc hạnh phúc ngày hôm nay. Và nhát cắt thứ hai xin được trân trọng kính mời, đó sẽ là tượng trưng cho một tương lai tươi sáng cùng với đứa con thơ ngộ nghĩnh sẽ chào đời trong tương lai của hai bạn. Và nhát cắt thứ ba xin được trân trọng kính mời tới chú rể và cô dâu, nó là một thành quả của tình yêu mà ngày hôm nay chú rể và cô dâu sẽ được chính thức đăng quang lên ngai vị tân lang, và cô dâu Thu Hằng sẽ được chính thức đăng quang lên ngai vị tân gia nhân. Xin được chân thành cảm ơn chú rể và cô dâu rất nhiều, kính chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn được trăm năm hạnh phúc. Và khoảnh khắc hạnh phúc tiếp theo xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng tiếp tục di chuyển trở về với cánh và khoảnh khắc hạnh phúc này xin được trân trọng kính mời tới chú rể và cô dâu ạ. Xin mời chú rể sẽ đứng về phía giữa đi ạ. Đúng rồi, sẽ đứng về phía bên tay phải đi ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với các bước nghi lễ trang trọng ngày hôm nay và xin mời chú rể sẽ nâng lên với chai rượu champagne hạnh phúc đầu tiên. Và xin mời chú rể nào sẽ cùng mở khóa an toàn và tiếp theo đó là sẽ lắc thật mạnh với chai rượu hạnh phúc đầu tiên.
chơi đầu, chú rể sẽ lắc thật mạnh thế nào. Lắc thật mạnh nữa lên và sẽ rơi thật cao với chai rượu hạnh phúc đầu tiên này lên. Đúng rồi, chú rể thân mến, đang còn trẻ, còn khỏe thì cứ lắc đi nào. Lắc càng mạnh thì bắn càng căng. Thưa quý vị thân mến, với bảy các hạnh phúc ý nghĩa này, rất tuyệt vời. Xin được chân thành cảm ơn chai rượu hạnh phúc đầu tiên. Và chân trọng kính mời cô dâu sẽ cùng chung tay với người chồng đất nước của mình, sẽ đong đầy, rót đầy lên với các ly hạnh phúc của mình. Kính thưa quý vị, với những giọt rượu hạnh phúc đầu tiên cũng đã và đang hòa quyện vào với những viên đá quý tận thuần khiết và tình vui, nó sẽ tượng trưng cho một tương lai tươi sáng, cùng với đó là tất cả những dòng tình cảm thân thương mà ngày hôm nay chú rể và cô dâu cũng đã và đang được đón nhận. Tất cả những dòng tình cảm thân thương của toàn thể quý vị, chân thành cảm ơn với chai rượu hạnh phúc đầu tiên. Và xin mời tiếp tục với chai rượu hạnh phúc thứ hai. Ta hãy khép ly nỗi sâu thẳm trong mắt em. Thưa quý vị thân mến, với chai rượu hạnh phúc thứ hai này, chắc chắn rằng chú rể sẽ có thật nhiều kinh nghiệm hơn ạ. Và xin mời chú rể nào sẽ cùng rót xuống hai chiếc ly ở phía dưới, sẽ để lại một ít. Với tất cả những dòng tình cảm thân thương ngày hôm nay, chúng ta cũng đã trở về đây để tham gia tham dự và tác hợp nên mối lương duyên của đôi bạn trẻ. Chúng tôi xin được kính chúc cho chú rể và cô dâu sẽ được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin mời cô dâu nào sẽ cùng tiếp tục chung tay với người chồng thân thương của mình và rót nốt số phần rượu còn lại. Kính thưa quý vị thân mến, khoảnh khắc hạnh phúc này xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ cùng luôn dõi theo với chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ hoán đổi vị trí cho nhau đi ạ. Và khoảnh khắc này xin mời chú rể sẽ nâng lên với ly rượu hạnh phúc của mình và trao gửi cho người vợ thân thương. Và xin mời cô dâu thân mến, em sẽ cùng quay lại với người chồng thân thương của mình. Khoảnh khắc này trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng nhau khoác tay nhau đi nào. Và cùng em nâng chén rượu đây. Anh chưa nhấp miệng và lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Và xin mời nào chú rể và cô dâu. Chân thành cảm ơn tới những màn bắn pháo đặc sắc đến từ phía gia đình nhà trai. Và xin mời nào 3, 2, 1. Xin được chân thành cảm ơn tới chú rể và cô dâu rất nhiều. Kính chúc hai bạn sẽ trăm năm hạnh phúc. Hay lắm hả? Mày chú nè.